Thiên Phước và Ánh Huyền kính chào quý vị khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Kính thưa quý vị, hiện đang vào mùa chính vụ sầu riêng tại Lâm Đồng. Bên cạnh câu chuyện thu hái, tiêu thụ sản phẩm thì việc bảo vệ phòng chống nạn trộm cắp sầu riêng hay việc cảnh giác trước những thông tin sai sự thật về thị trường cũng là điều bà con cần hết sức quan tâm để bảo vệ thành quả của mùa vụ. Nội dung đáng chú ý xung quanh câu chuyện này sẽ được chúng tôi đề cập trong số phát sóng ngày hôm nay. Bên cạnh nhiều thông tin đáng chú ý khác, xin mời quý bà con quan tâm cùng đồng hành với chương trình. Thực hiện 5 mô hình khuyến nông để chuyển giao đến nông dân những kỹ thuật sản xuất tiên tiến hiệu quả. Không có chuyện giá sầu riêng Lâm Đồng rớt một nửa. Việt Nam chưa sản xuất được vaccine dịch tả heo châu Phi. Chuyên mục con số hôm nay, triển vọng cho trái bơ Việt Nam xuất khẩu. Chuyện nhà nông cùng chung tay bảo vệ thành quả mùa sầu riêng. Thưa bà con, hiện nay Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đang thực hiện 5 mô hình khuyến nông. Đến nay thì các mô hình khuyến nông địa phương cơ bản đã triển khai xong công tác chọn hộ, ký hợp đồng nông hộ, tập huấn kỹ thuật và triển khai các thủ tục mua giống, vật tư thực hiện mô hình. Thông qua các mô hình này sẽ chuyển giao đến nông dân những kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hiệu quả, nâng cao kinh tế hộ gia đình. 5 mô hình khuyến nông đang được triển khai bao gồm mô hình trồng rau cải thảo xen cây artiso dược liệu trên địa bàn huyện Lạc Dương với quy mô 0,5 hectare trên 3 hộ tham gia. Mô hình trồng ớt chuông trong nhà kính theo hướng Việt Gáp cho vùng đồng bào dân tộc xã Đạ Cờ Nàng, huyện Đam Rông với quy mô 0,3 hectare trên 2 hộ tham gia. Mô hình ứng dụng các chế phẩm sinh học giảm thiểu thuốc hóa học trong quản lý sâu bệnh hại chè tại Bảo Lâm với quy mô 0,5 hectare trên 6 hộ tham gia. Mô hình trồng cây sầu riêng trên đất trồng điều kết hợp sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm cho cây sầu riêng triển khai tại xã Hà Lâm, huyện Đạ Oai với quy mô 1 hectare trên 1 hộ tham gia. Mô hình trồng cây đương quy, xen cây cà phê tại xã Đông Thanh, Lâm Hà với quy mô 2 hectare trên 7 hộ. Thưa quý vị, những tin đồn thất thiệt về giá cả nông sản thời gian qua được ví như lưỡi dao vô hình, nhiều lần gây tổn thương cho sản xuất và thiệt hại cho nhiều nhà nông. Và mới đây lại thêm một thông tin không đúng sự thật liên quan đến sầu riêng Lâm Đồng. Theo đó, những ngày qua, trên một số tờ báo có đăng tải thông tin về việc giá sầu riêng tại các huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng như là Đạ Oai, Đạ Tẻ bị tụt giảm một nửa do thương lái chê không thu mua khiến trái rụng đầy gốc. Qua xác minh, các địa phương khẳng định đây là thông tin hoàn toàn không đúng sự thật. Theo những thông tin, một số tờ báo đăng tải cho rằng giá sầu riêng đang rớt xuống còn một nửa so với đầu vụ. Theo các báo, thì giống sầu riêng ghép RI6 loại 1 thương lái mua vào chưa tới 30.000 đồng mỗi ký. So với giá đầu mùa 60-70.000 đồng mỗi ký, sầu riêng các giống Dona, Monthon ở mức 40.000 đồng, 50.000 đồng mỗi ký. So với mọi năm, chính vụ giá cao khoảng 80.000 đồng đến 100.000 đồng mỗi ký. Lý giải cho điều này, các tờ báo đã trích dẫn một số ý kiến của thương lái cho rằng do thị trường Trung Quốc ngừng mua. Tuy nhiên, qua xác nhận tại một số vựa sầu riêng ở xã Hà Lâm, huyện Đạ Oai, chủ các cơ sở cho biết, so với đầu mùa, hiện tại giá sầu riêng có giảm, nhưng không có chuyện giá sầu riêng rớt đến một nửa như thông tin báo chí đã đăng. Cụ thể, từ cuối tháng 6 trở về trước, do sầu riêng các giống Thái Lan như Monthon, Dona chưa tới vụ, nên các vựa chỉ thu mua RI6. Do vậy, giá sầu riêng RI6 cao hơn các năm trước và đạt mức 45-50.000 đồng mỗi ký, sau đó giảm xuống còn 38-40.000 đồng mỗi ký. Sầu riêng RI6 hiện cơ bản đã hết hàng và chỉ còn 35-37.000 đồng mỗi ký. Trong khi đó, các giống Monthon, Dona cách đây khoảng nửa tháng do chưa có hàng nên giá đạt mức 68.000 đồng mỗi ký. Còn hiện tại đang là thời điểm chính vụ nên giá đã giảm nhưng vẫn duy trì mức 53-55.000 đồng mỗi ký cắt tại vườn. Theo phản ánh của người dân, những thông tin đăng tải sai sự thật về việc giá sầu riêng giảm xuống một nửa đang làm ảnh hưởng đến đời sống của bà con, bởi có thể đây là cơ hội để các thương lái ép giá, gây thiệt hại kinh tế cho người dân. Nắm bắt thông tin này, các địa phương đã chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động định hướng, tuyên truyền để người dân yên tâm, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, thao túng thị trường. Xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý bà con, trong sản xuất nông nghiệp, chất thải gồm bao bì, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và thậm chí là nước thải sau khi tưới tiêu cây trồng đang là một trong những vấn đề lớn không chỉ gây ô nhiễm môi trường sản xuất, môi trường nông thôn mà còn tác động trực tiếp đến chất lượng nông sản. Nhằm giảm thiểu những tác động từ hoạt động sinh hoạt, sản xuất của người dân gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và môi trường trong khu vực, hiện nay Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với huyện Lạc Dương xây dựng đề án thí điểm thu hồi bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn thị trấn và huyện Lạc Dương.
Thời gian thực hiện đề án bắt đầu trong quý 3 năm 2019 với mục tiêu vận động người dân thu gom bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đến các điểm đổi thu, các sản phẩm thân thiện với môi trường, song song đó tuyên truyền cho người dân tác hại của thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn thu gom, phân loại và thải bỏ theo quy định. Ngành chức năng cũng cho lắp đặt các thùng đựng các loại rác thải nguy hại dọc theo tuyến đường của huyện Lạc Dương, ven hồ Đan Kia. Thông qua việc thí điểm đề án này không chỉ nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng và thải bỏ các bao thuốc bảo vệ thực vật, mà còn góp phần chung tay bảo vệ, giữ gìn môi trường, cảnh quan của khu du lịch quốc gia Đan Kia, Suối Vàng. Liên tục chương trình, Việt Nam chưa sản xuất được vaccine dịch tả heo châu Phi. Chuyên mục con số hôm nay, triển vọng cho trái bơ Việt Nam xuất khẩu. Chuyện nhà nông cùng chung tay bảo vệ thành quả mùa sầu riêng. Xin được tiếp tục đề cập đến những vấn đề đáng chú ý trong sản xuất hiện nay được ghi nhận ở một số địa phương. Thưa quý bà con, chỉ trong vòng một thời gian ngắn chưa đầy 2 tuần, từ lúc phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên tại xã Suối Rau, huyện Châu Đức vào ngày 21 tháng 6, thì đến nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu liên tục phát hiện thêm nhiều ổ dịch tả heo châu Phi ở các địa phương khác. Mới trong sáng ngày 4 tháng 7, ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch tả heo châu Phi của đàn heo nhà ông Trần Đức Định ở phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phối hợp với các ngành chức năng của địa phương tiến hành tiêu hủy 55 con heo thịt và heo nái. Trước đó, các cơ quan chuyên môn đã tiêu hủy 2 con heo nái nghi ngờ mắc bệnh. Giờ lo lắng lớn nhất của tôi là mai mốt tới đây rồi vốn đâu rồi tôi tái đàn đây. Giờ trước mắt là cái thiệt hại thì cũng mong chính phủ là giúp đỡ bà con là có khả năng tái đàn. Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phát hiện 5 ổ dịch tả heo châu Phi tại 4 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với tổng số heo buộc phải tiêu hủy là 272 con. Ngoài ra, ở thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức cũng liên tục xuất hiện những đàn heo nghi ngờ nhiễm dịch tả heo châu Phi. Ngành thú y đang theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm gửi lên cơ quan thú y vùng 6. Nguyên nhân khiến dịch tả heo châu Phi lây lan nhanh trên địa bàn tỉnh được ngành thú y nhận định là do nhiều nguồn khác nhau như nhập con giống từ vùng dịch, do người chăn nuôi sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt, do thương lái mang mầm bệnh từ ngoài vào khi mua heo của dân. Cũng liên quan đến câu chuyện dịch bệnh, theo thông tin tổng hợp ban đầu, cho đến nay chỉ riêng thành phố Hà Nội đã thiệt hại 1.000 tỷ đồng do dịch tả heo, nhiều huyện hết ngân sách dự phòng, nhiều nơi như Ứng Hòa, Quốc Oai, Thạch Thất, Sóc Sơn đến giữa tháng 6 đã hết ngân sách dự phòng trả cho hộ dân có heo bị tiêu hủy. Theo báo cáo, kể từ ổ bệnh đầu tiên xuất hiện tại quận Long Biên, được phát hiện vào ngày 24 tháng 2 năm 2019 đến nay, bệnh dịch đã xảy ra ở 442 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã với hơn 24.300 hộ chăn nuôi, chiếm khoảng 30% số hộ, cơ sở chăn nuôi toàn thành phố. Dịch tả heo châu Phi làm mắc bệnh và buộc tiêu hủy 414.000 con heo, chiếm 22,1% tổng đàn heo thành phố, tổng trọng lượng trên 28.300 tấn. Một số huyện có số heo bệnh phải tiêu hủy chiếm trên 50% tổng đàn. Một số quận huyện có tỷ lệ heo mắc bệnh từ 60% đến 80% tổng đàn. Tình hình bệnh dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên đến nay đã có 18 phường xã thuộc 11 quận huyện qua 30 ngày không phát sinh thêm bệnh dịch. Giữa những bộn bề khó khăn cho nhà nông và ngành chăn nuôi khi dịch bệnh tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, thời gian qua có một số thông tin cho biết Việt Nam đã sản xuất thành công vaccine phòng chống dịch tả heo châu Phi khiến nhiều người phấn khích, đặc biệt là hàng triệu hộ chăn nuôi đang gặp khó vì dịch bệnh này. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các nhà khoa học đều khẳng định đây chỉ là kết quả thử nghiệm, chưa thể nói là nghiên cứu thành công vaccine dịch tả heo châu Phi ở thời điểm này. Có những tín hiệu lạc quan khi các nhóm nghiên cứu đã đưa ra được kết quả nhất định, phân lập được virus làm tiền đề cho nghiên cứu sản xuất vaccine trong thời gian tới. Trong đó, các nhóm nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tạo được vaccine vô hoạt thế hệ mới và bước đầu có kết quả tốt trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm trên diện hẹp. Vaccine thử nghiệm đã được tiến hành tại 3 trại heo bị bệnh dịch tả heo châu Phi thuộc 3 hộ gia đình khác nhau ở Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình. Kết quả cho thấy, toàn bộ 16 trên 18 heo nái và 15 heo thịt của 3 hộ gia đình này đều sống khỏe mạnh sau hơn 2 tháng. Một số nái đã đẻ và heo con khỏe mạnh. Hiện nay các hướng nghiên cứu, kết quả bước đầu trong phòng thí nghiệm cũng tích cực. Chúng tôi cho rằng là với cái đà này thì chúng ta có thể tin tưởng là các cái hướng đi chúng ta là chúng. Chúng tôi cũng khuyến nghị là tuyên truyền chỉ đây chỉ là kết quả bước đầu. Thì chúng ta rất là cẩn trọng trong cái tuyên truyền. Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng nhấn mạnh vaccine vô hoạt cần tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm thêm trên diện rộng hơn.
Thưa bà con, trước diễn biến lây lan nhanh chóng của dịch bệnh tả heo châu Phi, ngành chức năng khẳng định đây là dịch bệnh chưa có tiền lệ trước đó. Vì vậy, các nhà khoa học trong và ngoài nước đang nỗ lực nghiên cứu vaccine hay các phương thuốc đặc hiệu nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Dịch bệnh tả heo châu Phi không gây nguy hiểm cho con người. Bà con nhân dân hãy yên tâm và cần tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong công tác dập dịch, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên đàn heo. Đặc biệt lưu ý là để bảo vệ ngành chăn nuôi, bên cạnh việc nói không với heo bị dịch bệnh, thì người dân không nên tẩy chay thịt heo sạch, thịt heo an toàn đã được kiểm định. Trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 8.000 hecta, đây là diện tích cây bơ ước tính tại địa bàn Tây Nguyên nước ta. Bơ là loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, được trồng chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên gồm Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum với tổng diện tích đạt gần 8.000 hecta và đang được nông dân tiếp tục mở rộng vùng trồng. Đặc biệt, cây bơ được trồng xen trong các vườn cà phê, hồ tiêu, bước đầu cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Theo đánh giá của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên WASHI, cây bơ đem lại nguồn thu lớn cho người nông dân. Trồng đến năm thứ 5 là có khả năng thu được 25 đến 30 tấn quả 1 hecta trên một vụ. Giá thấp nhất khoảng 30.000 đồng, cao điểm có thể lên đến 100.000 đồng một ký đối với các loại bơ ngon. Trong khi đó thì bên cạnh tiêu thụ trong nước, thị trường xuất khẩu trái bơ cũng đang được đánh giá là rất tiềm năng. Chỉ tính riêng thị trường Mỹ thì mỗi năm nước này chi tới hơn 2 tỷ đô la nhập khẩu trái bơ. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là chuyên mục Chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý hay những mô hình sản xuất hiệu quả của bà con nông dân. Hiện nay thì các nông hộ trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh đang vào vụ thu hoạch. Với giá cả ổn định và nhu cầu tiêu thụ của thị trường khá lớn, nhiều hộ đã có thu nhập từ trái sầu riêng. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui thì người trồng sầu riêng cũng canh cánh nỗi lo trộm cắp. Để phòng ngừa trộm cắp ở mùa vụ sầu riêng hiện nay, huyện Đạ Oai đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa có hiệu quả. Trong chuyên mục Chuyện nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý bà con cùng đến với nội dung đáng quan tâm này. Một buổi họp triển khai công tác nghiệp vụ của lực lượng liên ngành công an huyện Đạ Oai tại xã Hà Lâm để phòng ngừa các vụ việc về an toàn trật tự xã hội trong niên vụ sầu riêng 2019. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật giúp người dân nâng cao cảnh giác, tự phòng, bảo vệ thành quả mùa vụ. Vườn tược thì lo ra rào, rồi cũng đi thăm thường ngày. Ngày nào cũng phải có mặt ở trong vườn, một ngày cũng phải từ 3 đến 4 lần. Bên đội tự quản cũng đi đôn đốc, rồi bà con cũng tự ý hơn. Mấy năm nay sầu riêng có giá cho nên là cái sự bảo quản của bà con cao. Để cùng người dân chống nạn trộm cắp sầu riêng, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Đạ Oai đã cắt cử lực lượng công an, dân quân, dân phòng phối hợp tuần tra canh gác. Các hộ dân có vườn rẫy sầu riêng liền kề giáp với nhau cũng đã liên kết mở rộng phạm vi bảo vệ thành từng khu vực, từng vùng rộng lớn nhằm tránh bị kẻ gian xâm nhập trộm cắp. Chủ các vựa sầu riêng trên địa bàn Đạ Oai cũng đã tự nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, chung tay loại trừ việc bảo kê, ép giá, thao túng hoạt động thu mua, kinh doanh loại trái cây có giá trị cao này. Cả năm đầu tiên thì cũng có những cái vụ đã xảy ra, nhưng mà đã biết vậy thì báo đến chính quyền thì chính quyền rất là hỗ trợ. Người mà xin vô làm cho mình ấy thì mình cũng gần gũi tạo điều kiện, rồi những người ở xa thì mình cũng quản lý, là nói chung là mình biết nguồn gốc mình mới nhận. Năm nay, Đạ Oai có khoảng 2.000 hecta sầu riêng cho thu hoạch với tổng sản lượng ước tính trên 30.000 tấn. Để đối phó với nạn trộm cắp trong mùa sầu riêng, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương huyện Đạ Oai đã vào cuộc quyết liệt. Cụ thể, công an huyện đã cử trinh sát về các địa phương phối hợp với chính quyền cơ sở để nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật đến mọi người dân để họ cùng vào cuộc phòng chống trộm, bảo vệ tài sản. Đến thời điểm này, tình trạng trộm cắp sầu riêng tại Đạ Oai đã có dấu hiệu thuyên giảm. Vụ sầu riêng chuẩn bị bắt đầu thì Đảng ủy, công an huyện đã tiến hành họp và ra cái nghị quyết chỉ đạo tiến hành rà soát lên danh sách các cái đối tượng có biểu hiện nghi vấn và những đối tượng đã có tiền án tiền sự liên quan tới cái tội danh là chiếm đoạt tài sản. Từ đó thì gọi hỏi răn đe giáo dục, cảm hóa giúp đỡ và tạo điều kiện những cái công an việc làm ổn định cho cái số đối tượng này để đảm bảo mà phản ứng kịp thời các cái vấn đề về an ninh trật tự xảy ra trên cái địa bàn, mà nhất là tập trung những cái địa bàn mà coi như có nhiều sầu riêng. Lãnh đạo công an huyện đã có công văn chỉ đạo các đội nghiệp vụ thành lập một cái tổ liên lực lượng để đảm bảo coi như là an ninh trật tự, tức là giải quyết những cái tình hình nóng nhất đó tại địa bàn luôn. Mùa thu hoạch sầu riêng còn kéo dài đến tháng 9, tình trạng trộm cắp sẽ còn diễn biến phức tạp. Hiện nay, ngoài sự quyết liệt của ngành chức năng cũng như hỗ trợ tuần tra canh gác, thì từng hộ dân có vườn rẫy liền kề giáp nhau cần chú trọng và chủ động bảo vệ nông sản của mình. Thưa bà con, nội dung chia sẻ đáng chú ý vừa rồi của Chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay.
Quý vị và bà con quan tâm đóng góp chia sẻ thông tin vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTVA@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.